Xin chào tất cả các bạn. Đây là video La Yến sẽ hướng dẫn các cách pha mật ong hỗ trợ sinh lý yếu. Một video rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng theo dõi trong vài phút để lựa chọn một trong các phương pháp phù hợp nhất với mình, giúp tăng cường sinh lý và sức khỏe lên nhé. Cách 1. Uống mật ong pha sữa ấm. Cách sử dụng mật ong chữa sinh lý yếu đơn giản này sẽ giúp nam giới bổ sung năng lượng, tăng cường sinh lý tốt nhất. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, bạn hãy pha một cốc sữa ấm, sau đó thêm 2 thìa cà phê mật ong sạch, nguyên chất và uống ấm từ từ sẽ giúp tỉnh táo, sau đó dần dần hồi phục chứng bệnh sinh lý yếu khó nói đó. Hãy kiên trì mỗi ngày bạn nhé. 2. Mật ong pha chanh. Với cách mật ong pha chanh, không những giúp lưu thông khí huyết tốt, cải thiện chữa các chứng bệnh về đường hô hấp mà nó còn là cách chữa sinh lý yếu rất tuyệt vời. Chỉ cần pha 2 thìa cà phê mật ong cùng 2 thìa cà phê nước cốt chanh với một cốc nước ấm, uống vào mỗi bữa sáng thức dậy trước ăn sáng nửa giờ là cách thanh lọc cơ thể tốt nhất, đồng thời chữa bệnh hiệu quả cho nam giới những vấn đề liên quan đến sinh lý. 3. Dùng gừng và mật ong chữa sinh lý yếu. Ngâm một lòng đỏ trứng gà trong 4 thìa cà phê mật ong, để khoảng 4 tiếng cho trứng chín. Sau đó ép lấy nước cốt một củ gừng, lấy 2 muỗng cà phê nước, trộn đều nước cốt gừng với mật ong trứng, ăn mỗi ngày vào buổi sáng trước ăn 30 phút. Kiên trì thực hiện cách này sẽ giúp nam giới mau chóng lấy lại phong độ đàn ông của mình. Hãy thực hiện bạn nhé. Lưu ý, mật ong phải đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và khử trùng mới phát huy công dụng tốt nhất. Cần hỗ trợ nhanh, hãy like trang fanpage Heo Cốt La Yến để nhận tư vấn. Hãy chia sẻ video để giúp cho nhiều người và hãy đăng ký kênh để nhận nhiều video hay ở phía sau. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.